chưa giống mày chưa. Rồi rồi đó. Hello mấy bạn, bữa nay là mình ăn tôm luộc nha mấy bạn. Bạn nha. Mời các bạn cùng ăn với thưởng thức tôm mình, tôm mình nấu nha. Ăn tôm mình nấu nha. Bật mình đây của con này nè. Con này nhiều gạch quá mọi người ơi. Ở trong sông đặt mà. Bậy. Mở dùm cho em ơi. Con này quá nhiều gạch. Nó ngon luôn, xuyên ngon. Ngon quá thằng ơi. Ê, con nhắm quá, bạn nha. Ăn hai mình ăn con mượt. Mình xanh. Mình lột cho em mình ăn với mình ăn nha mọi người. Em với mình ngồi. Con thấy vậy. Cho mì đặt nè. Em cho ngay luôn á. Rồi nè. Em bạn nha. Rồi mời các bạn cùng ăn nha. Các bạn cùng ăn nha. Trời cho ăn trước mà. Tôm thì béo. Tôm béo béo chua chua nha, một hộp á. Chua. Chua cái cay á. Em nhỏ cơm. Ngon quá mọi người ơi. Mong mọi người nha. Mong mọi người nhớ follow và đăng ký của mình nha. Nghe mọi người nha. Ôi ngon quá mọi người ơi. Ngon. Mình nói bây giờ mình không quay được. Mày muốn mày. Mà nghe chiếc bị sao. Bye bye khán giả, mình ăn no rồi, bye bye khán giả. Trời. Chứ sao. Ăn ngon quá mọi người ơi. Mẹ nha, ui nha, ăn nha. Ăn con bột nha. Ngon quá mọi người ơi. Ngon mọi người ơi. Mọi người nhớ mua tôm này ăn mới ngon. Tôm này tôm ở ngoài Trung Quốc. Cái lộn tôm này tôm ngoài Nhật Bản nha mọi người. Trời ơi, ngon mọi người. Ê, ngon quá mọi người ơi. Nóng mọi người nha. Chua. Mình mới ăn chứ, ngon mới ngon chứ. Mày gọi mấy ngon. Quá mọi người ơi. Không nha. Gạch quá chị gạch luôn nè mọi người. Ủa chị gạch luôn. Thì ăn mới ngon chứ. Mọi người tôm dùm gạch luôn nè mọi người. Tôm. Ừ, ngon. Ngon quá chiều chiếc chó luôn mọi người ơi. Nhìn chữ của hai thằng bé nha. Ngon quá cháy rồi mọi người ơi. Mình cháy nha. Rồi già ngon. Chọn tôm nha. Tôm này rất là ngon. Ngon. Thịt nó dính ở trong ngon lắm. Ờ đúng nước rồi. Nước dính ở trong ngon. Chắc mày ngon lắm mấy nha mẹ. Ngon quá mọi người ơi. Ngon ngon nha. Ngon lắm. Ngon nha mẹ. Ngon. Hai bằng cơm ạ. Ngon. Hôm nay công nhận có em mình vui thiệt. Ừ, có em mình vui nha bạn. Ủa chứ nghe có đặt nha. Có đặt chỗ rồi đây chứ ăn nha. Thấy cho nghe không? Nước quá trời nước rồi mọi người ơi. Có chạy nước nha mọi người. Mình ngồi hộp cơm mày mặt. Chưa kia nha. Có bạn xem. Ngon quá. Mình cũng ngọt được mà. Nếu chảy lắm. Chấm nước cay. Yeah.
Ôi ôi gạch quá trời, gạch nhiều người ơi. Ừ vậy đó, nhiều nhiều người ơi, giúp cái cây của mình nha. Gạch quá trời nhiều. Dạ. Dạ. Ê ngon quá. Nghe mặt. Công nhận lần đầu mình ăn tôm ngon thiệt. Ừ. Ngon chưa mà. Ui da ngon dữ vậy. Ui da bạn. À bình bình nhắc cho bạn xem. Chạy nước. Thôi nay có nước rồi ạ. Trơn dưới trơn, cái đậu trơn quá. Đi không có gì dùng cái ai chứ. Không có gì dùng cái ai chứ. Không có gì dùng cái ai chứ. Chút chút có mấy cái kẹt. Nghe mình nhờ. Có sao hả? Đồ bé bé. Ngon quá mọi người ơi. Qua mọi người đăng ký kênh mình nha. Mẹ nhá. Tao vô ăn mày 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 ăn chảy miếng luôn nha. Dỡ cơm nha. Tôm số 1. Vậy em mời ông nghe mà. Ai vậy bác? Tôm này mua trong lồng chợ mới có nha mọi người, chứ ngoài không có. Không có em ngay bàn người. Dạ. Có ngoài nhá. Ở ngoài vừa ca bán rồi. Không muốn các mẹ mua nhập hả? Ừ. Em mình công nhận nó lành thiệt, nó lành thiệt. Ôi da. Tôm mày thịt này, thịt nào như thịt nấy. Thịt nấy cho em bạc nhận lời bạc. Tôm uống nụ rồi mọi người ơi. Tôm uống nụ rồi. Ây da. Con ngon, ngon mẹ. Ngon mẹ mọi người. Ngon quá. Nè mọi người, thịt nè mọi người. Thịt quá trời nhiều luôn mọi người. Sao mẹ nói chuyện nghe giả vậy vậy? Nè mọi người. Ngon quá. Ngon quá. Nguyên hộp tôm mà chắc mình ăn không nổi đâu mọi người ơi. Ngon cho mọi người. Bạn người mua nha. Ừ. Đi mẹ nha. Anh nha.
dạ, ngon nha, ngon nha mọi người. Ai, mình lột cho đứa em mình ăn nha mọi người. Lột em ăn mấy người, em ăn ngon ngon á. Em ăn ngon. Thịt nà, thịt nào nhú nụ à. Nào nhú nụ à. Nụ à, ngon ngàn à. Cơm này rất là mập, ăn vô rất là béo. Béo à, chua chua cay cay nữa. Nhưng mà chấm vô cái muối tây, muối chanh á, mới ngon. Mấy ngon ha. Tại mình sao chị nó giả ngon mà. Nghe mọi người ăn nha. Ôi gặp nhiều quá mọi người ơi. Đang no quá trời rồi mọi người ơi. Mọi người nhớ follow, đăng ký và một like, một share, đăng ký một kênh. Bye bye.